Chào tất cả anh em, thì hôm nay Tân dẫn mình đi bắt ong để lấy mồi, để tí hồi mình sẽ chơi một trò chơi. Một chút mình sẽ chơi một trò chơi cho các bạn. Đây bây giờ mấy anh em đang dẫn đi bắt ong đây. Đây, Nhã đây. Chào mọi người Nhã. Mình với mấy anh em mới đi bắt được ổ ong rồi nha các bạn. Đó. Mật thì mấy anh em trong kia mấy anh em ăn hết rồi. Cho mấy anh em ăn hết mật rồi. Bây giờ mình lấy cái tàn để tí hồi mình câu cá thôi. Bây giờ mình sẽ tổ chức một cái trò chơi. Hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi đó là thi câu cá. Yeah. Đó, mình sẽ chơi ai câu được cá nhiều hơn với cân nặng lớn hơn hoặc là cá to hơn thì sẽ là người thắng cuộc. Thì hôm nay thành viên mình tham gia gồm có Phú. Vô đây Phú. Vô đây. Đây là thành viên mới nha các bạn. Đó, còn đây là team rất là ổn định luôn. Và thành viên rất là quen thuộc. Dạ ngáo. Bình danh là Nhã Ngáo. Đây nhìn chào mọi người các ơi. Chào mọi người. Còn đây là thật ta ghẻ. À. Nó có gì cho ngầu cái thật. Chào mọi người. Có chân đạp gậy mấy cái cành câu kìa mấy đứa. Thì bây giờ mấy anh em mới bắt được ong rồi các bạn. Bây giờ bắt thêm mấy con trùng nữa nha các bạn. Trùng câu nó sẽ nhạy hơn. Đâu bây giờ? Để tôi dở cho anh em coi. Rồi, dở con rã lên. Đây nè anh em. Đâu, trùng đâu? Đây nè. Có trùng không? Nhiều quá. Trời đất ơi. Lấy cây tre ra đi. Đó, có trùng kìa. Đó. Bên đây nè. Đây, bắt thêm được con nữa này các bạn. Đó, mấy anh em đang đại trùng nha. Đúng rồi. Còn nữa nè. Kìa, một con nữa kìa. Có vô. Bắt thêm con nữa nè. Con nữa nè. Dùng đây mấy đơn được. Có chân gãy cân, gãy cân, gãy cân. Lấy cái gì đào đi. Gì cân hả? Ê. Con này được. Thanh niên mới sáng chế là cái giá đào các bạn ơi. Giá này rất là chuyên nghiệp, đào chút tử nó mòn cái tay nó thôi. Khỏi chắc móng tay đó mà. Còn mày bị đá banh mà riết mòn móng chân khỏi cắt nữa. Sao mày biết về chỗ này rồi đó? Một con trùng bự lắm anh em à. Đây là Nhã. Có bự. Niên đang đào con trùng rất là căng thẳng. Đâu đưa con trùng lên, đưa con trùng lên. Tìm đi. Trùng rất bự. Hai con không? Một con. Một con. Một con vậy. Nếu như con cá dính thì người đó lấy con đó luôn. Con này vừa mới ăn. Đâu. Nó đào dài dài luôn. Ủa cái da của thiên lang đâu rồi? Đó kìa kìa. Dùng đất cho Nhã. Dùng đất cho Nhã xong. Nè một con trùng muốn xiên nha anh em. Một con trùng muốn xiên cho bờ nè anh em. Quá dài đó. Quá dài. Nó không chưa nữa rồi. Không, con trùng nó kéo dài thân nó được. Ra mày. Để cho dài tới chừng nào. Kìa kìa. Trời ơi, đồ lông đao quá đó. Đồ lông đao bị thì kìa. Chết mày rồi. Chết mày rồi con. Con trai à? Ý là hồi nãy là mày không nên. Bây giờ mấy anh em đắp quần câu để chuẩn bị làm cần để câu cá nha các anh. Đó, cuộc thi thố này là tự lực cánh sinh, tự mình chuẩn bị đồ chơi luôn, không phải chờ đợi ai chuẩn bị cho mình cả. Đây thanh niên này. Cái gì đây? Không có dao nên cắt bằng kéo luôn á. What the hell? Cái gì đây? Trời đất ơi, thanh niên này lấy kéo cắt các bạn ơi. Một sáng chế rất là sáng tạo luôn các bạn. Anh có tương lai lắm đó. Anh em vô đây gốc cây đây nào. Người ta rất cần mau, anh cầm cái thùng đâu anh thật. Câu cá. Câu cá, cần chưa có mà câu cái gì. Mày chết với tao. Còn anh chàng này đang làm gì đây? Róc không lo róc đây làm gì vậy? Hả? À. Đâu vậy Tân? Đi đưa nước câu nè. À đi mua lưỡi câu cho mấy em hả? Ừ. Rất là tốt. Ok, vô đây. Đâu có lưỡi cây. Đây anh em à. Đây Tân mua lưỡi câu cho mấy em nha, chuẩn bị đồ chơi cho mấy em thi thố nha các bạn. Mày làm gì mà sao mày lấy cái cây chọn cho đứa tao? Mày không thấy tao đang góc mình đâu mày. Kêu mày chọn đứa tao. Anh em hãy coi tôi gỡ đây. Mấy cái lưỡi câu này không làm khó được tôi đâu anh em à. Dăm ba cái lưỡi câu này không có làm khó được anh Nhã đâu đó hả? Trời ơi sao khó gạo vậy?
Mày tà lâm tà lạc nhưng mà nói không. Rồi, cả được rồi. Anh mập này, anh mập này có biết gửi không đó hả? Đang đó. Mày chết bên này con. Nhanh mày. Méo được cái mờ rồi. Đâu có biết bà quái ăn hả? Giỡn mày làm đi. Con tao phải hiện là mày. Tất cả cốt cứ là ở xe anh đây. Được, anh em, tôi đã gửi được cái tiền câu. Đúng rồi. Cái lưỡi câu, cái này đâu phải cái cần câu. Rồi anh em à. Em câu mới có một cái. Anh em, tôi không có cái cần câu làm sao mà tôi gắn vô được đây hả? Câu chung với tao mà. Ê, mày câu cá đâu hả? Trên sa mạc á. Tôi về luôn nha anh em. Mày đúng là đẳng cấp. Tại sao mày lên sa mạc câu cá hả? Rồi xong luôn, mày làm gãy cái mỏ cần câu mẹ rồi. À đây, ê. Mới đâu về đây? Đi học về. Anh đi học về mà làm cái gì mà chùm y chang như cô bé Hoàng Anh nọ vậy? Nắng quá hả? Nắng quá thì vô mát ngồi, cớ sao lại đứng ngoài đó? Đi đâu vậy tụi bay? Thằng Nhã nó mới kêu mày lên sa mạc câu cá đó, mày đi không? Sa mạc để câu lạc đà với câu cá gì? Đây các bạn, bồi rất là đẹp. Một chút mình sẽ lấy tàng ong này mình câu cá nha. Cái gì đây? Thì nãy giờ mấy anh em đã chuẩn bị xong dụng cụ câu cá hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chia thành 4 đội, mỗi đội 2 người. Thì sẽ thi câu cá, đội nào câu được nhiều sẽ có phần thưởng nha các bạn. Đội đầu tiên đâu? Nặng quá đi cỡ. Trời ơi nặng, tôi cá nhóc luôn nè. Này 2kg nặng quá. Đây là đội đầu tiên. Đội tiếp theo là đội của Chiều Tân. Rồi, đội thứ 3 là đội của Phát Hiếu. Rồi, đội thứ 4 là đội của Đắng Trường. Đắng với Trường. Ở đây sao có lẻ lẻ đâu thằng này nữa ta? Nó về rồi, nó lỡ em nó về rồi được. Vậy là như vậy là có 5 đội nha các bạn, có tổng cộng là 5 đội nha. Tới giờ đi câu cá. Con muốn đi thi hay không? Đi nào. Đi nào. Thanh chơi chơi lầy các bạn ơi, chơi trọt vô xong bị kẹt. Cái gì đây? Thanh niên chạy ra đắng lên bánh té cắm đầu luôn em. Ôi yeah. Thanh niên nào chạy xe lên bánh đâu? Cái thằng đằng kia đúng không? Thôi rồi đi đi. Thôi đi, đứng dậy đi rồi. Giờ dẫn mấy em đi mua nước mía uống để câu cá nha mọi người. Đó, trong quá trình mình câu cá mình sẽ khát nước, đúng không Thật? Đúng. Đây mày có ghi câu cá không nhả? Tao câu tới hước gì luôn chứ nói gì. À có một con ong trên đầu con Trường. Quá nguy hiểm. Đúng rồi. Bỏ vô đó. Nhưng mà nào ghi cho phần đi. Cái chừng độ nha. Ôi anh Phú ghi cho cho em. Đợi 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 chờ. Đấy tới xích vô. Rồi được 4 ly. Hả? 4 ly khổng lồ nha các bạn. Đó bây giờ anh em mua xong nước mía rồi. Giờ bắt đầu chúng ta đi câu cá thôi. Đi thôi mấy đứa. Đấy, mấy em ngồi câu đây. Hello anh em. Mình đã tới vị trí câu rồi nha các bạn. Đó, quang cảnh rất là mát mẻ luôn. Anh em bắt đầu bung cần rồi nha mọi người. Kéo cái phao xa xa ra mấy đứa ơi. Kéo phao cao cao lên đúng rồi. Để thả mồi cho sâu xuống. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Bung cần nãy giờ mà không lên. Thôi bây giờ mấy em đổi địa điểm câu nha các bạn. Ngay chỗ này câu không có cá rồi. Nhờ mấy em đi đổi địa điểm đi câu. Đi tập trung nè, đi anh cầm phụ cho. Biết móc màu không nhả? Ngu gì mà không biết. Đi câu cá làm gì mà không biết móc mồi. Hàng bày im đi, coi tao móc nè. Đó, móc mồi lấy từng con ong ra móc. Đó, rồi như đó thôi. Câu cá nhỏ mà móc mồi bự quá ăn cá nó không ăn nổi đâu. Rồi được rồi. Mình câu cá mình phải biết cách móc mồi thì cá nó mới ăn. Mình câu con cá nhỏ mà mình móc mồi như con câu con cá dồ thì sao con cá nhỏ nó ăn được. Mồi vừa để cho vừa miệng con cá nó ăn nghe chưa. Đâu được rồi. Đâu được ok. Rồi chính xác. Cách móc như vậy là chính xác rồi đó các bạn. Đây nữa. Đó còn mồi vừa thôi để câu cá vừa mà. Rồi. Cô im nha, cô im cho nó câu nha.
Trời ơi. Cái gì Phong? Phong. Móc mồi vô, móc mồi vô. Xảy rồi các bạn. Bắt đầu cá, bắt đầu ăn rồi đó. Anh em đang tiếp tục câu cá các bạn, nhưng hiện tại chưa ăn đội nào dính con cá nào hết các bạn ơi. Kệ kệ con cá vô anh coi. Con cá đầu tiên nha các bạn. Con cá gì đây? Cá cha con. Trời đất ơi. Ngoài sông này có cá cha con nha các bạn. Cá này cá vô con. Đây, đây là Minh Tân. Đây là tuyển thủ đầu tiên cho lên một sản phẩm đó các bạn. Quá giỏi. Anh mừng ơi, anh mừng ơi. Rồi, một con đầu tiên nha các bạn. Đó. Con đầu tiên. Hay quá đi Tân ơi. Chúng ta còn khoảng cỡ chừng 10 phút nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái cuộc thi câu cá này nha các bạn. Hiện tại bây giờ anh em đang rất cố gắng để kiếm về cho đội mình một con cá duy nhất. Đây, đây là đội của Minh Tân. Minh Tân đã ghi bàn được một em. Cho thấy mặt cái coi, nón cứ sập sệ hoài, đã đen chớ mập nữa. Mày đúng Tân à, mày đúng là đồng đội của tao. Tao rất vui vì có thằng đồng đội giỏi như mày. Ê cá kìa kêu. Ôi, dính cá rồi. Đây, đây là đội tuyển của nhã mà thật. Nhã mà thật. Đây con cá, lên con cá rồi các bạn. Đầy quá, lên cá rồi. Tại sao mà câu cá chốt mà toàn dính cá dồ thôi? Không biết. Cá dồ nha các bạn, cá dồ nuôi. Nhưng mà nó bị, tại sao mà vô bầy cá dồ rồi toàn dính cá dồ thôi? Em biết cái đâu nó ra. Rồi, hay quá. Không, người ta thả hơn. Đẻ. Đẻ xong rồi nó lớn ra. Mấy con lúc nào bị chìm đâu? Không. Chết rồi, hèn chi. Toàn dính cá dồ thôi các bạn ơi. Cảm giác như thế nào khi bạn câu một con cá to như vậy? Quá đã, quá sướng rồi. Đã hết thời gian này các anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ lên mình tổng kết về cái kết quả mà anh em nãy giờ đã câu được nha. Lên đây, lên đây, lên đây. Nặng quá. Tập trung lên mấy đứa. Lên điểm danh coi. Đủ người chưa? Minh Tân đi lên luôn. Kết quả của 5 đội thi thì hiện tại 5 đội chỉ có 2 đội câu được 2 con cá, có một đội câu sậy. Nhưng mà không tính nha các bạn. Cá chừng nào lên bờ mới tính. Đây, đây là đôi của Nhã Ngáo. Đây, Nhã Ngáo được một con cá này các bạn. Đó. Đây là một con cá lóc. Cá dồ con nha. Và đây, đây là đội của Minh Tân. Cũng được con cá dồ. Giờ hai đứa cầm con cá lên tranh coi coi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chấm điểm hai con cá này. Con cá nào to hơn mấy đứa? Chị đi, con này đúng không? Như vậy, như vậy là đôi, như vậy là đôi của Nhã Ngáo đã giành chiến thắng trong phần thi thử thách câu cá với thông. Xin chúc mừng, đây là đội nha, giải nhất. Còn Minh Tân sẽ là đội giải thứ hai. Xin chúc mừng hai đội. Thôi bây giờ mình phóng sinh luôn các bạn ơi, lỡ câu rồi là mình mang đi phóng sinh đi. Rồi, bây giờ mấy em phóng sinh cá nha các bạn. Thôi thả cá đi nha. 1 2 3 thả đi em. Thôi bye bye mày nha. Thì trò chơi hôm nay của mấy em đã kết thúc. Mình và mấy em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký. Nhớ đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của kênh Anh Ba Phải TV nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye mọi người đi. Bye bye. Thôi về thôi, dọn đồ về.